Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách cài đặt Zoom lên TV, Smart TV để giúp cho các cháu học online trên cái màn hình nó to, để tránh nhìn qua điện thoại di động thì cái chữ nó nhỏ, thứ hai là nhìn lâu thì nó ảnh hưởng đến cái thị giác. Thì một là các thầy cô mà có Smart TV đời mới, vì chúng là phần mềm nó đòi hỏi cái bộ nhớ đêm nó tương đối lớn, tức là RAM nó cỡ phải khoảng 2 GB trở lên, nó vì chạy nó mới tốt được. Hoặc các thầy cô có cái setup box, tức là cái mà nhà mà dùng Internet TV ấy, nó sẽ có cái cục setup box của FPT là của VNPT nó đều có cả, thì đều dùng được cách này. Thì ở đây tôi sẽ dùng cái phần mềm giả lập chạy trên máy tính cho các thầy cô thấy là đấy, chẳng hạn như khi các cô thầy cô mở tivi lên thì các thầy cô sẽ tìm đến chỗ tivi ấy, có cái thư mục, có cái file này, Play Store này, cái biểu tượng Play Store, các thầy cô ấn vào đây thì nó sẽ đòi hỏi các thầy cô để đăng nhập. Khi đăng nhập thì các thầy cô Google Play này nó chính là của Google, nên các thầy cô chỉ việc đăng nhập một cái mail đó, Google mail đó là được. Rồi chẳng hạn như tôi đăng nhập cái mail cần phải tập lên Google Drive. Rồi sau khi các thầy cô vào được đấy rồi thì các thầy cô sẽ lên cái mục search đây này. Đấy, như trên TV nó có cái chỗ bật phím đây, các thầy cô hiện ra cái đấy, các thầy cô chỉ dùng cái máy tính nhận rồi, như tôi dùng tìm chỉ dùng thì ngay lập tức xuất hiện cái dùng cloud máy tính này. Rồi, các thầy cô ấn vào đó và cài đặt. Rồi sau khi cài xong thì các thầy cô sẽ một là các thầy cô bây giờ sẽ ra quay lại màn hình xem các thầy cô trở về cái màn hình home á, thì thấy cái biểu phần mềm dùng nó nằm ở đâu đây, và các thầy cô đây xuất hiện cái biểu tượng này, thì chẳng hạn như tôi sẽ tái nhập cái cuộc họp này, đây là có đây, cái đó là tôi bật video lên nha, đến đây nó có thể tập như này. Đó, có thấy cô thấy chưa? Bật lên là phải tôi học đó. Chẳng hạn như bên này tôi share một cái gì đó, chẳng hạn như tôi share đi bản Việt.
Zoom TV để học. Học bài. Đấy, như vậy là cả cái cô sẽ có video. Thấy cho việc học trên điện thoại di động thì có thể học trên TV được. À, xin cảm ơn thầy cô đã trên tôi đã hướng dẫn thầy cô và quý vị phụ huynh cách cài dùng lên lên TV để giúp cho các em học là trên cái màn hình nó lớn hết để tránh bị động. Chào thầy cô.